Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ lại cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim. Ở dưới để lại cho em Lâm một cái dòng chữ đã like nha anh chị. Nhớ để lại một dòng chữ đã like nha. Để mình còn nhớ tên anh chị nhà đầu tư nữa. Thì hôm nay là mùng 2 rồi, đầu xuân năm mới thì mình có một cái video gửi tặng cho anh chị nhà đầu tư nha. Đó là thị trường của chúng ta có thể lên tới 1266 đến 1332 điểm. À, 132 điểm anh chị sóng mở rộng. À, cái này thì anh em mình ngồi lại với nhau và đưa ra những cái đánh giá nó có cơ sở nha anh chị, có cơ sở ở trong giai đoạn này của thị trường. Đặc biệt là cái dòng tiền thị trường nó đang lớn lên và chắc chắn thì thị trường nó đi lên thì nó sẽ có những cái target đặt ra thôi. Thì đầu tiên nó sẽ là 1266. Nếu như mà sóng này được mở rộng ra thì nó sẽ lên tới 1332. Thì thật sự để nói với anh chị nhà đầu tư khi mà anh chị nhà đầu tư nhìn vào cái câu chuyện sóng này thì anh chị nhà đầu tư thấy ok thì khả năng cao đúng không anh chị, khả năng rất cao nó đạt được những con số này. Nhưng mà trong đầu mình nghĩ anh chị trước giờ từ giai đoạn Tết tới giờ thì mình không nghĩ tới cái con số này đâu, mà mình nghĩ tới con số là 1.500 điểm luôn anh chị, chinh phục lại cái đỉnh cũ kìa. Nếu như xu hướng dòng tiền đi vào và nó thể hiện cho cái nền kinh tế của chúng ta trong giai đoạn sắp tới, trong vài năm tới, thì chúng ta không còn là giai đoạn mà chụp giật nữa, chúng ta sẽ đi vào những giai đoạn mà cái kỹ năng cũng như là chúng ta tập trung vào cái câu chuyện đầu tư một cách nó bài bản nhiều hơn là những cái năm trước. Nó khá giống như là cái năm 2020 2021, chúng ta phải thật sự là biết chúng ta đang làm gì, chúng ta đang ở trên thị trường để chúng ta làm gì. Nói chung nó phải nghiêm túc một cách là tập trung anh chị, để mà anh chị nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả. Thì nếu như mà anh chị nhà đầu tư nào mà có tập trung, có tìm hiểu, có đánh giá, có cái sự trải nghiệm trên thị trường thì chắc chắn anh chị nhà đầu tư sẽ kiếm rất nhiều tiền. Đây là cơ hội để kiếm rất nhiều tiền chứ không phải là kiếm một ít nào đó nha anh chị. Cách đây tầm cỡ vài tháng khi mà tuyển những cái bạn cộng tác viên mới vào thì anh em thì cũng có ngồi họp với nhau thì mình có nói là trước khi một cái cơn sóng nào đó lớn anh chị, thì mình đều nói với các bạn. Thì những bạn đi cùng với mình thì những bạn đó là những bạn biết nhiều nhất. Giống như 2020 21 thì mình nói nếu như mà anh em cố gắng thì có thể là tầm 1 tới 2 năm nữa anh em sẽ có mua được xe, mua được nhà. Thì anh em đã làm được điều đó, trong khi đó là thị trường nó khá là xấu nha, 2022 và 2023. Nhưng mà anh em nắm bắt được cơ hội năm 2023 rất nhiều và anh em đã mua được xe. Thì sau cái giai đoạn gần đây thì mình có nói với anh em là 3 năm, 3 năm thay đổi cuộc đời. Tất cả anh em nào có vợ con hoặc là không có vợ con thì cũng phải tập trung vào 3 năm tới này. Tại vì nếu như anh em muốn tự do tài chính, muốn kiếm được tiền, muốn 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 thay đổi được cuộc đời của mình, có một khát vọng lớn thì anh em phải tập trung vào 3 năm tới thôi. Đại sóng của thị trường, đại sóng dòng tiền, cơ hội để Việt Nam mình chuyển mình. Mình ví dụ một cái nho nhỏ thôi, tại vì mấy hôm nay đi chúc Tết rồi gặp gỡ bạn bè thì người ta hỏi mình là bây giờ tình hình đốt căng quá như thế này rồi không ai dám làm. Mình nói với anh chị nhà đầu tư như này, không người người này không làm thì sẽ có người khác làm, yên tâm đi. Nhìn lại cái câu chuyện mà đã hủy diệt rồi của Trung Quốc mấy năm trước anh chị nhà đầu tư thấy không, đấy một hàng, hàng loạt những người nắm giữ chức cao người ta ra đi thì sẽ có những cái người họ tới họ nhận và họ làm tốt hơn nữa đó. Tốt nữa, bây giờ đó là cái cuộc chơi của sự công bằng, ai giỏi, ai cố gắng, ai có cái bản lĩnh thì người ta sẽ dẫn dắt và người ta đi lên được như vậy. Còn những cái năm vừa qua thì có thể là người ta không có thực tài, người ta vẫn lãnh đạo được. Vậy nhưng mà đó là một cái điều rất tốt, mình hãy tự mở cái tư duy ra, mình hướng về một cái điều gì đó là tích cực, tốt đẹp. Đây là một cái cơ hội cho những người mà người giỏi vậy. Đó là một chơi cuộc chơi công bằng, nó giống như trên thị trường thôi. Anh chị giỏi thì anh chị lên lấy tiền về, anh chị dở thì anh chị bỏ tiền này thôi. Đó là một cuộc chơi rất là công bằng, ngay cả trên thị trường tài chính của mình vậy. Đó, mình đừng có đổ cho cái này đổ cho cái kia, mà nếu như mình thật sự giỏi mình lên mình lượm tiền về, tiền trên thị trường rất nhiều, tỷ 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 đô. Đó, tại sao mình không đủ bản lĩnh thì mình không lấy được tiền về thôi. Quan trọng nhất là mình rèn luyện bản lĩnh của mình, thì đừng có lo cái vấn đề mà không dám làm, mai mốt là có người họ sẽ làm hết, người này không làm sẽ có người khác làm hết mà, an tâm.
kinh tế hồi phục nó phát triển đi lên, cái là chúng ta đang đứng ở một trong những cái giai đoạn mà vừa qua anh chị nhà tư nghe những cái bài chúc Tết của lãnh đạo ấy, thì anh chị nhà tư biết đứng ở một trong những giai đoạn mà chưa từng có nha, mà chúng ta không dám nắm bắt cơ hội nữa thì làm sao chúng ta có thể vươn lên được, đúng không? Tự tin về cái điều đó, đặc biệt là 3 năm tới, mà sống ngắn nhất là sống mà 1266 này, rồi 1332 này, tự tin nắm giữ, nhảy ra nhảy vào là chết hết. Mình nói thật với anh chị nhà đầu tư, ai nhảy giỏi trong cái giai đoạn thị trường uptrend đó là dở nhất. Phải biết nắm giữ, phải biết tới giai đoạn nào chốt, xong nó xuống dưới phải tăng gia tăng lên, xong rồi nắm giữ tới giai đoạn nào chốt, đừng có nhảy nhiều. Mình ra vô một cách nó bài bản, và mình phải có những gì, phải có những chiến lược cũng như mà nắm giữ đúng những nhóm ngành là chỉ ăn cực lớn luôn. Đừng nhìn đơn giản vậy thôi chứ vô đánh là anh chị nhà đầu tư bị cảm xúc. Ví dụ như hôm nay thì sợ ngày mai nó chỉnh thì bắt đầu nhảy ra, để ngày mai nó chỉnh xuống xíu rồi mua trở lại, nhưng mà cuối cùng anh chị nhà đầu tư nằm im là anh chị thắng nhiều nhất. Nên tùy theo giai đoạn của thị trường. Ok, còn cái góc nhìn của mình nó cũng lên tới 1.500 điểm thì anh chị, chứ không phải là ở cái khu vực 1.266 đâu. Anh em bàn với nhau thì thấy nó đang đi đúng cái sóng như thế này, thì mục tiêu đó là mục tiêu ngắn hạn trước đầu năm 2024 cho chúng ta. Cái lượng tiền lớn nó đổ ra thị trường nữa thì khá là ngon anh chị. Lượng tiền lớn đổ ra thị trường năm 2024 là một cái năm hồi phục, là năm hồi phục, thì cái thị trường tài chính là một thị trường hồi phục đi trước. Chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội, ngay cả những mã cổ phiếu như HBG luôn mình đánh giá một khá cao luôn. HBG anh chị nhà đầu tư mình nắm bắt được là anh chị có ăn chứ không phải giỡn đâu. Ví dụ như một cái mã cổ phiếu nặng này, mình không ví dụ nhiều, mình ví dụ một mã cổ phiếu nặng đi, nhìn về cái trend dài hạn đây anh chị đầu tư thấy không, ai kiếm mà nó đi lên tới đây thôi, cái đường màu vàng bắt đầu đi lên, nó hồi tụ, nó phải về đây không chị, nó thể về tới 36 hoặc 38 ngàn là chuyện bình thường, về lại cái đỉnh này 36 38 ngàn là bình thường. Bây giờ nó 28 ngàn, với cái hành trình này nó đi lên một cái nó về tới 38 ngàn. Nếu như anh chị đầu tư năm 2024 anh chị để im của HPG này, anh chị vẫn chiến thắng, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi qua một tí về chỉ số index. Chỉ số index nó quan trọng ở trong thời điểm này, mình sẽ nói về cái mặt dài hạn tí, tại sao có cái góc nhìn, có những cái view như vậy đó. Thì bây giờ anh chị nhà đầu tư nhìn lên về cái xu hướng về mặt ngắn hạn thì nó đang khá là đẹp rồi, nhưng mà mình sẽ nói về cái mặt dài hạn. Anh chị kể cho mình từ cái đường trendline từ trên này xuống dưới đây, thì bắt đầu hai kiếm này nó có cái độ gì, gì nó sẽ có cái sự hội tụ gặp lại với nhau. Thì trước thì có thể chính vào cái eo này, tuy nhiên ở trong cái giai đoạn này chỉ cần thị trường nó đi lại 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 qua thôi anh chị, và nó vượt cái được cái vùng đỉnh này thì 130, 140, 145, 1.500 điểm có thể thực hiện được trong năm nay. Chúng ta còn 2, 4, 5, 6, 7 tháng, 7 tháng không, 2 tháng đầu là 2 tháng đầu năm thì nó chỉ là 2 tháng đang tháng tăng để mà chinh phục cái vùng này thôi. Còn sau này nếu như nó vượt được từ tháng 5 đổ đổ đi anh chị, thì bắt đầu là thị trường của chúng ta sẽ đi vào giai đoạn khá là mạnh, xu hướng khá là mạnh. Nó mà xuyên qua được cái đám mây này, thoát qua khỏi đám mây đèn cái là mọi thứ sẽ ổn. Nhìn về cái đồ thị đây, nếu như nhìn về cái mặt ngắn hạn là mình sẽ mua ở đây liền. Ví dụ như anh chị nhà đầu tư mà cái đồ thị này là đồ thị daily để anh chị nhà đầu tư đánh về mặt ngắn hạn đi, thì một là anh chị mua hỗ trợ test về hai đáy, thị trường có hai đáy này, hai đáy này mình nói khá rõ rồi. Bây giờ nếu như mà anh chị nhà đầu tư không biết mua ở đâu thì ở đây, nếu như mà mua để mà một hai tuần nữa bán thì anh chị nhà đầu tư vẫn mua được ở đây. Nếu như mà đồ thị về mặt ngắn hạn, như đồ thị về mặt dài hạn ở đây nó vẫn là cái đồ thị rất là đẹp, xu hướng tất cả mọi thứ nó đang hình thành và đi lên. Chúng ta phải tự tin ở trong những giai đoạn này. Nó có những cái đặc điểm chú ý tới, đó là cái cuộc chiến, cái cuộc chiến của những cái nước hiện tại bây giờ nó đang lây lan, nó khá là nhiều quá. Thì mình nói sơ qua một tí, thì hôm qua thì anh chị nhà đầu tư thấy là nó có thông tin có một cái phóng viên của Mỹ người ta qua, người ta phỏng vấn Putin. Thì theo anh chị nhà đầu tư hiểu cái vấn đề này như thế nào, cái này khá là hay nha anh chị, cái này nếu như tư duy khá là hay thì mình theo theo bản thân của mình thôi, là cái cuộc chiến, khả năng cuộc chiến giữa Ukraine và Nga có khả năng rất cao sắp dừng lại, kết thúc trong vòng 2 năm chiến đấu. Cái này thì nó dạng là một cái để mà lấy cái cớ thôi nhỉ, lấy cớ tạo áp lực dư luận thôi. Theo theo quan điểm của mình là vậy, mình không phải là người mà bình luận về 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 chiến sự nhiều, thành ra mình hướng anh chị nhà đầu tư tới đó để anh chị nhà đầu tư có thể suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng nếu như mà có dịp mà ngồi live stream với nhau thì anh em mình sẽ nói về câu chuyện này nhiều hơn. Tuy nhiên thì theo cái hiểu biết thì cái phán đoán của mình là có khả năng trong giai đoạn sắp tới là cuộc chiến
giữa Ukraine và Nga có khả năng nó sẽ đi vào một cái cuộc đàm phán nào đó và sau đó là bắt đầu hạ nhiệt. Còn cẩn thận những cái cuộc chiến khác nó lây lan ra thôi. Mọi thứ thì em nghĩ là nó sẽ có cái sự ổn định trong cái giai đoạn sắp tới. Thì đây là một cái tín hiệu rất tốt, chú ý cho mình. Ok, chỉ là vấn đề vậy thôi. Anh chị mà nghe lại cái cuộc phỏng vấn này là một cái khá là hay nha anh chị, nên nghe, rồi nên nghe những người mà họ có chia sẻ anh chị, rất hay luôn. Mình nên 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 nghe cái này, hay lắm. Nói chung là hay mà nghe mình tư duy suy nghĩ coi thử thật thật giả 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 thật thật không, nó khó nhưng mà chúng ta càng tư duy chúng ta càng thấy càng hay, mỗi người sẽ có một cái hiểu khác nhau mà nghe anh chị. Ok thì qua đây thì mình kính chúc anh chị nhà đầu tư là qua năm thật sự là cố gắng để mà có được một cái lợi nhuận lớn ở trên thị trường. Mình cũng làm hết sức mình rồi, chị kêu gọi rồi chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư rất nhiều góc nhìn rồi. Tuy nhiên về cái mặt ngắn hạn thì chúng ta vẫn luôn luôn phải phòng thủ bảo vệ, chúng ta khi nào cần bán cổ phiếu ra thì em Lâm sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư. View về một cái view xa thì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn lên xuống chứ không phải đi thẳng về một một mạch, đi thẳng tới đích. Mà nó sẽ có rất nhiều cái chông gai thử thách trong giai đoạn sắp tới để rèn luyện trí tuệ cũng như rèn luyện cái bản thân chúng ta, chứ không phải chúng ta ao một cái chúng ta tới được cái bốc là 1266, 1332 hoặc là 1500 điểm, mà rất nhiều cái trồi sụt ở trên thị trường. Chúng ta làm sao đó chúng ta vừa uyển chuyển hóa giải được những cái pha sụt giảm này thì chúng ta sẽ ở một vị thế cực kỳ tốt và chúng ta sẽ thành công trên thị trường. Anh chị nhà đầu tư có thể kiếm rất nhiều tiền thị trường, anh chị an tâm. Mình đã từng thấy những người có vài chục triệu đã lên tầm vài tỷ, 3 tỷ là bình thường anh chị. Nên thành ra khi mà thị trường nó ủng hộ anh chị nhà đầu tư, cái quan trọng nhất là cái bản lĩnh. Bản lĩnh là cái quan trọng nhất, bản lĩnh nha anh chị. Đầu tư là phải bản lĩnh. Bản lĩnh đây thì nó có cái nghĩa của nó thì anh chị nhà đầu tư phải tìm hiểu. Nhưng bản lĩnh là không phải là chúng ta cứ lao lao vào, mà chúng ta phải chèo lại qua những cái khúc cua của cái thị trường, cũng như là phải chèo lại qua những giai đoạn tăng giá của thị trường. Có những giai đoạn phải sợ hãi và có những giai đoạn chúng ta phải mạnh mẽ. Ok, đó là cái góc nhìn của mình vào mùng 2 Tết. Thì có những thông tin gì thêm thì mình sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư. Ở đây chốt lại cái video này thì có hai cái, là một là đã hủy diệt rồi nè, anh chị nhà đầu tư suy nghĩ coi thử là tình hình chúng ta đang có đang giống như giai đoạn trước của Trung hay không. Thứ hai là xu hướng thị trường, sóng của thị trường. Cái thứ ba là câu chuyện giữa Nga và Ukraine, có thể khả năng là sắp tới sẽ có rất nhiều cái biến động hay thị trường kinh tế vĩ mô. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người có những cái ngày nghỉ Tết vui vẻ ấm áp bên người thân và gia đình. Mình thì khi mà giải thích ở trên một cái video hoặc là một cái livestream nó khó có thể giải thích được, tại vì nó đụng rất là nhiều thứ, nên mình chỉ nói ý để cho anh chị nhà đầu tư hiểu thêm, nên thành ra anh chị nhà đầu tư cũng thông cảm cho mình nha anh chị. Chúc anh chị nhà đầu tư có một cái năm mới thành công đại thành công rực rỡ nha anh chị. Ok, anh chị nhà đầu tư nào mà có lợi nhuận lớn nhớ lì xì cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều, chúc anh chị nhà đầu tư nghỉ ngơi xả hơi, ăn nhậu ít thôi nha anh chị. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.